họp khẩn vụ xe nghi chở hàng cấm tông thiếu tá cảnh sát giao thông và hai người tử vong. Trao đổi với phóng viên Vietnamnet, Đại tá Lâm Minh Hồng, Giám đốc Công an tỉnh Long An cho biết, hiện chưa thể thông tin chính thức về vụ việc xe nghi chở hàng cấm tông chết thiếu tá cảnh sát giao thông và hai người đi đường. Các lực lượng đang tập trung xác minh, điều tra sớm làm rõ vụ việc nên chưa quyết định khởi tố. Sáng nay ngày 23 tháng 4, tôi họp cùng các ban nghiệp vụ, sau đó sẽ thông tin về vụ việc này. Đại tá Lâm Minh Hồng thông tin, Công an tỉnh Long An đang tạm giữ hai đối tượng trong vụ việc trên, danh tính chưa được tiết lộ. Song bước đầu cơ quan chức năng xác định hai đối tượng là người địa phương, nhà ở cách hiện trường vụ việc khoảng 20 km. Trước đó sáng ngày 22 tháng 4, lực lượng công an đã khám xét nhà của hai đối tượng này để tiếp tục điều tra vụ việc. Cùng ngày, lãnh đạo Cục Cảnh sát Giao thông, Ủy ban Nhân dân tỉnh Long An, Ban Giám đốc Công an tỉnh và các đồng đội đã đến viếng tang lễ thiếu tá cảnh sát giao thông Nguyễn Xuân Hào tại nhà riêng ở xã Lộc Giàng, huyện Đức Hòa. Liên đoàn Lao động tỉnh Long An cũng đã thăm viếng gia đình hai nạn nhân ở thành phố Hồ Chí Minh cùng thiệt mạng trong tai nạn với thiếu tá Nguyễn Xuân Hào. Như Vietnamnet thông tin, khoảng 16 giờ ngày 21 tháng 4, Công an huyện Đức Hòa phối hợp với các đơn vị chức năng thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trên đường tỉnh 824, đoạn qua xã Mỹ Hạnh Nam để bắt tội phạm vận chuyển hàng cấm. Khi thấy ô tô tải biển kiểm soát 49C29601 chạy với tốc độ rất nhanh theo hướng thành phố Hồ Chí Minh có biểu hiện nghi vấn, cảnh sát giao thông ra hiệu lệnh dừng lại để kiểm tra, nhưng lái xe không chấp hành. Sau đó lái xe ô tô bán tải tông thẳng vào nhóm cảnh sát, trong đó có thiếu tá cảnh sát giao thông và hai người dân. Xe sau đó bị lật ngang giữa đường. Vụ việc khiến thiếu tá Nguyễn Xuân Hào, công tác tại đội cảnh sát giao thông Công an huyện Đức Hòa và hai người dân là Huỳnh Nguyễn Chí Mẫn, sinh năm 1994, ngụ tại quận 5, thành phố Hồ Chí Minh và Phan Thị Kim Thanh, sinh năm 1973, ngụ tại quận 12, thành phố Hồ Chí Minh tử vong.